Vâng, em Khanh ô tô Cố Kinh Môn xin chào toàn thể quý vị và người nhá. Thì em mới về trước này luôn, đang trên đường về. Thì chiếc Porsche Sit này đời 2004, bên em đang chào bán mức giá rất hợp lý cho các bác này. Con này em bán 70 triệu luôn nhá, điều hòa rất là lạnh luôn, dàn ghế rất là đẹp. Đó. Xe khá là đẹp, chỗ nào xước sát thì ngày mai em về em sẽ làm hết cho các bác. Đôi lốp trước thì còn 70% sử dụng nữa, và đôi lốp sau cũng còn được 60% nữa. Xe mang biển kiểm soát là 29B05617 nha bác nha. Vâng, xe khá là đẹp luôn này. Đấy, những xước sát này mai tối nay mai em về em làm luôn. Đấy, xe khá là đẹp luôn, không phải làm gì rồi. Đấy, điều hòa rất là mát luôn, máy nổ êm. Máy nổ rất là êm luôn nhá. Đấy. Và đây. Đây là nội thất bên trong này. Đấy, nội thất bên trong rất là đẹp nhá các bác nhá. Trần này, trần da này. Đấy. Các bác mà đấy chở học sinh rất là tuyệt vời luôn, điều hòa rất là lạnh nhá, rất là lạnh luôn. Có cả rèm cửa, tất cả thứ đầy đủ này, chạy khách hay là chạy gì cũng đều được hết này. Đấy. Em quay sơ sơ nhá các bác, và mua thì cái chiếc xe, mua chiếc xe này về chạy công nhân hay là chạy học sinh gì thì liên hệ ngay để sử dụng ngay mẫu xe này nhá. Đấy. Máy nổ rất là chắc máy luôn. Đấy. Vâng, em xin tạm dừng clip tại đây. Nếu các bác có nhu cầu mua chiếc xe này thì liên hệ ngay để sử dụng mẫu xe này, hoặc là chưa xuống xem ngay được thì các bác cứ cọc tạm một ít thì em sẽ giữ xe lại và em làm sơn thật đẹp cho các bác nhé. Và ngày chiều mai, ngày này từ giờ này chiều mai em sẽ có clip chiếc xe này, em sẽ dọn rửa cẩn thận cho các bác ạ.